một tín đồ chăm xem TikTok thời gian gần đây, có lẽ chẳng ai là không biết tới anh da đen Khabib Lem. Dù hầu hết các video của nam thanh niên này chỉ là làm đơn giản hóa những vấn đề đang xảy ra, nhưng nó vẫn thu hút hàng chục triệu lượt xem. Những tưởng sẽ chẳng có thử thách nào làm khó được Khabib Lem. Thế nhưng, sau khi xem xong thử thách của một nam thanh niên dưới đây, thì nhiều cư dân mạng chắc sẽ phải thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Cụ thể, clip ghi lại cảnh một chàng lính trẻ, không hiểu nghịch giải kiểu gì, lại chui lọt đầu vào song sắt của chiếc giường tầng. Vào thì dễ, nhưng đến lúc muốn thoát ra lại chẳng hề đơn giản chút nào. Thậm chí, đồng đội xung quanh khi bắt gặp cảnh tượng ấy, còn đứng cười khúc khích, khiến anh chàng có chút ngại ngùng, loay hoay hơn, các anh đừng làm em hoảng. Tuy nhiên, sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, anh chàng lại nhất quyết không cần sự hỗ trợ của bất kỳ ai mà tự tin bản thân có thể thoát ra được. Theo đó, nam thanh niên bắt đầu đẩy hai bên tay ra trước, rồi từ từ dùng lực đẩy toàn bộ phần đầu của mình ra khỏi song sắt. Chứng kiến màn thoát thân đầy hài hước của chàng lính trẻ, dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận vừa buồn cười vừa thương, bởi đây không phải là người duy nhất từng trải qua cảm giác ấy. Một số ý kiến còn cho hay, nếu anh da đen triệu phiêu vô tình bắt gặp thử thách khó nhằn này của nam thanh niên, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Và liệu Khabib Lem có nghĩ ra được phương án giải cứu nào vừa đơn giản, lại vừa mất sức hơn hay không? Tuy đây là tình huống đầy bi hài nên tránh, nhưng thực tế, nhiều người luôn tò mò và nghĩ mình có thể dễ dàng chui qua lại nên vẫn thử, để rồi nhận cái kết cười ra nước mắt. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ với phần bình luận nhé!